tree donations are still being collected this weekend. Please make sure to drop off your donation at one of the tables or donate online through the parish website so the team of elves will be able to complete distribution to the charities. The parish annual report has been completed and is printed in the bulletin this weekend. There's a second collection this weekend to benefit the Retirement Fund for the Religious. Your donation will help provide much needed support for aging religious that may not have support from other sources. Baskets for the second collection are on the tables. Please be generous in your support of these men and women that have dedicated their lives to our Lord. We will have a drive up, block up reconciliation this coming Saturday, December 9th, from 12 p.m. to 2 p.m. However, there will be no reconciliation offered on December 26th. Join us for Jesus, the Way, the Truth, and the Life, a 10-week Bible study that explores the entirety of Jesus' life and what he means to us as Catholics today. Participants will meet every Saturday morning for a time of lively group discussion and fellowship, beginning Saturday, December 19th at 9 a.m. We hope you will be able to join us. There is still some time to enjoy the Road to Bethlehem Advent Retreat. It is free of charge and great for the entire family to journey closer to our Lord during this Advent season. Our website has information for you to log into Formed for this special family activity. If you have registered your student for our religious education program, you should have received an email about our intro meetings this week. If you have not heard from the REP office yet, please contact us as soon as possible. Also, it is not too late to register your student for REP. Just visit our website and sign up. Christmas Eve Masses have been scheduled for 4 p.m., 6 p.m., and 8 p.m. English/Vietnamese. There will not be a midnight Mass this year. Christmas Day Masses will be at 8 a.m., 10 a.m., and noon Spanish/English. During the current state and county guidelines, all Christmas Masses will be outdoors. Please make sure to dress warmly and bring your own chair. Please check our parish bulletin or website for details on any of these or upcoming events, along with any schedule changes. Thank you. Con xin kính chào cộng đoàn dân Chúa đang hiện diện nơi thánh đường hay đang sửa soạn hiệp dâng thánh lễ trực tuyến. Linh mục chủ tế hôm nay là cha Kiệt với sự phụ tế của thầy Tín. Ý chỉ cầu nguyện cho các giáo dân trong cộng đoàn xin và sẽ được các cha dâng lễ trong tuần như sau. Một người xin một lễ cầu cho các linh hồn nơi luyện ngục. Một gia đình xin một lễ cầu cho linh hồn thím là Teresa mới qua đời và linh hồn Phêrô Phạm Văn Cẩn. Một gia đình xin một lễ cầu cho linh hồn Giuse Nguyễn Tất Nghĩa. Welcome to our bilingual English Vietnamese Mass this afternoon. Today's Mass intention is for Elinda Regalado. Today's Mass is celebrated by Father Kiet and Deacon Tin. Please rise. Người lên Sion, nay đây Chúa ngươi đến rồi. Người lên Sion.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Before we enter to this wonderful celebration, let us ask God to pour his blessing upon us as we light the third candle of this wreath. May the wreath and its light to be the sign of Christ's promise to bring us salvation. Kính chào các ông bà và anh chị em, chúng ta đến với lại cộng đoàn của chúng ta để chúng ta tiếp tục đồng hành với Chúa trong tuần lễ thứ ba mùa vọng này. Và xin Thiên Chúa tiếp tục đồng hành với chúng ta, chia sẻ với chúng ta để chúng ta chuẩn bị một cách kỹ càng hơn trong cái niềm vui khi mà Chúa Phục Sinh gần kề với chúng ta. Let us welcome to each other in this wonderful celebration as we to joy with that with God in the fourth Sunday, the third Sunday of Advent. And with that in mind, let us acknowledge our sin and so prepare ourselves for the sacred mysteries. You will send to him the contrite of heart. Lord, have mercy. Lord, have mercy. You came to call sinners. Christ, have mercy. Christ, have mercy. You are seated at the right hand of the Father to intercede for us. Lord, have mercy. Lord, have mercy. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sin, and bring us to everlasting life. Amen. Let us pray. O God, who see how your people faithfully await the feast of the Lord's Nativity, enable us, we pray, to attend the joys of so great a salvation and celebrate them always with solemn worship and glad rejoicing. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. Bài trích sách Tiên tri Isaiah. Thánh thần Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, băng bó những tâm hồn đau thương, báo tin ân xá cho những kẻ bị lưu đày, phóng thích cho những tù nhân, công bố năm hồng ân của Thiên Chúa. Tôi hớn hở vui mừng trong Chúa, và lòng tôi hoan hỷ trong Chúa tôi, vì Người đã mặc cho tôi áo phần rỗi và choàng áo công chính cho tôi. Như tân lang đầu đội triều tiên, như tân nương trang sức bằng ngọc bảo, như đất đâm chồi, như vườn nảy lộc, Chúa cũng làm phát sinh công chính và lời ca tụng trước mặt muôn dân. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa.
trọng đại. Người quyền năng và danh người trí thánh. A reading from the first letter of St. Paul to the Thessalonians. Rejoice always, pray without ceasing. In all circumstances, give thanks, for this is the will of God for you in Christ Jesus. Do not quench the Spirit. Do not despise prophetic utterances. Test everything. Retain what is good. Refrain from every kind of evil. May the God of peace make you perfectly holy, and may you entirely, spirit, soul, and body, be preserved blameless for the coming of our Lord Jesus Christ. The one who calls you is faithful, and he will also accomplish it. The word of the Lord. Thanks be to God. From the Holy Gospel according to John. Có người đã được Chúa sai đến tên là Gioan. Ông đến như chứng nhân để làm chứng về sự sáng, hầu mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là sự sáng,
Như ông chỉ làm chứng về sự sáng. Và đây là chứng của Gioan, khi những người Do Thái từ Jerusalem sai các vị tư tế và các thầy Lê Vi đến hỏi ông là ai? Ông liền tuyên xưng, ông không chối, ông tuyên xưng rằng tôi không phải là Đức Kitô. Họ liền hỏi, thế là gì? Ông có phải là Elia chăng? Gioan trả lời, tôi không phải là Elia. Hay ông là một đấng tiên tri? Gioan đáp, không phải. Họ liền bảo, và ông là ai? Để chúng tôi trả lời với những người sai chúng tôi, ông tự xưng là ai? Gioan đáp, tôi là tiếng kêu trong hoang địa, hãy sửa cho ngay đường Chúa đi, như tiên tri Isaiah đã loan báo. Và có những người thuộc nhóm biệt phái cũng được sai đến. Họ hỏi Gioan rằng, nếu ông không phải là Đức Kitô, cũng không phải là Elia hay một tiên tri, vậy tại sao ông làm phép rửa? Gioan trả lời, tôi làm phép rửa trong nước, nhưng giữa các ngươi có đứng mà các ngươi không biết. Đứng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng chính đứng ấy đã có trước tôi, và tôi không xứng đáng để cởi dây giày cho người. Việc này xảy ra tại Bethania bên kia sông Giô-đan, nơi Gioan làm phép rửa. Đó là lời Chúa. Kính thưa con bà và chị em thân mến, khi mà có một cái tác phẩm hay là một cái sáng chế nào mà được phát minh ra, thì thường người ta đi kèm với lại những cái tác phẩm hay cái sáng chế đó một cái bản quyền. Người ta mua cái bản quyền để có với là nhiều cái lý do khác nhau. Lý do thứ nhất, để người ta luôn luôn nhớ rằng là ai là người đã sáng tác, ai là người đã làm ra cái tác phẩm hay cái thành phẩm đó ngay từ bản ban sơ. Cái thứ hai nữa là người ta trao cho một cái chút cái quyền, một chút cái tình của những cái người sau này xài lại những cái tác phẩm đó, hay đối với cái người mà đã sáng chế ra. Và cái thứ ba nữa là đôi khi người ta đòi hỏi một số cái ân huệ, một số cái tỷ lệ phần trăm, cái lợi nhuận dành cho những cái tác quyền mà của những người đã sáng chế ra đưa điều đó. Thế nhưng có một số người vẫn thường sử dụng bằng cách này cách khác, chế tạo ra, tìm mọi cách để xài cái sản phẩm đó qua những cái hướng khác, qua những cái thể loại khác. Và họ tìm mọi cách để gian dối, để tìm cách để mà sử dụng. Rồi họ nói rằng là cái đó là của họ, hay họ sáng chế ra một cái điều khác và họ nói cái điều khác. Điều đó thì thứ nhất là không có tôn trọng cái người mà sáng chế ra. Và cái thứ hai nữa là không có chia sẻ được cái ơn của mình, cái lòng tri ân của mình đối với những người đã bỏ công sức, đổ mồ hôi, đổ xương máu ra để mà đưa ra những cái sản phẩm đó. Cho muốn gửi cho quý ông bà và anh chị em cái hình ảnh đó để chúng ta quay về với lại cái ngày Giáng sinh. Cái ngày Giáng sinh nó được tổ chức ra để chúng ta nhớ được rằng là chúng ta phải nhớ đến cái ngày mà Chúa sinh ra đời. Chúa sinh ra làm người, cái người mà đã đầu tiên đã đến với, đã đưa ra cái hình ảnh của ngày Giáng sinh này để chúng ta nhớ đến và chúng ta thờ phượng Thiên Chúa trong cái bản thể của con người, với tình yêu của Ngài khi Ngài đã xuống thế làm người với chúng ta. Và chúng ta phải dành những cái thời gian để chúng ta đón chào cái ngày Giáng sinh, chuẩn bị tâm hồn của chúng ta để làm sao chúng ta tôn vinh cái hình ảnh của Thiên Chúa và cái ý nghĩa của cái ngày Giáng sinh này. Thế nhưng có nhiều người trong chúng ta lại sử dụng nó với những cái hành cảnh khác. Chúng ta bắt đầu sử dụng cái ngày Giáng sinh, nó trở thành ra chỉ là một cái ngày lễ của chúng ta, để rồi chúng ta tập trung quá nhiều về những cái hình thức bên ngoài, về những cái gì mà chúng ta đang xài theo một cái hướng khác, để rồi cái ngày Giáng sinh nó không còn ngày Giáng sinh nữa. Và có nhiều người họ đổi cái chữ Christmas thành ra holidays only, là bởi vì đối với họ, họ quên đi cái nguồn gốc của cái người đầu tiên đã sáng lập ra đó. Và họ không có bỏ ra tâm sức, những cái tình yêu, tình cảm, và dọn sẵn mình để khi mà mỗi lần họ đến với cái ngày Giáng sinh.
Cha muốn chia sẻ điều đó để cha mời gọi quý ông bà và anh chị em ngày hôm nay. Trong cái bài bài đọc 2, Thánh Phaolô đã nói chúng ta là mừng vui lên. Chúng ta hãy mừng vui lên bởi vì Chúa Giêsu đã đến với chúng ta rồi. Thế nhưng trong cái đời sống của chúng ta, đôi khi chúng ta bị vì những cái bon chen trong xã hội, vì những cái điều này điều khác mà chúng ta quên mất đi cái niềm vui đó. Thì hy vọng rằng là cái tuần thứ ba, khi mà cái nạn ngọn nến hồng nó đã đốt cháy lên rồi, và khi mà chúng ta biết rằng là trong cái đời sống của chúng ta, chúng ta hãy tập làm sao giống như Gioan Tẩy Giả. Chúng ta phải cố gắng làm sao để mà chúng ta nhớ đến Chúa vẫn là trên hết. Ngài đến sau tôi nhưng mà Ngài lại đến trước tôi, Ngài lại cao trọng hơn tôi. Ngài có thể tôi chỉ làm những cái hình thức bên ngoài, nhưng Ngài lại là người ban cho thế gian những cái ơn đặc trưng bên trong. Thì nếu như chúng ta nhớ được cái điều đó, chúng ta phú dâng hết tất cả cho Chúa. Chúng ta biết Chúa là cái là đấng tối cao, sẽ gìn giữ chúng ta, sẽ bảo vệ chúng ta, và chúng ta phó thoát hoàn toàn cho chúng ta, cho Chúa. Thì dù cho chúng ta sống như thế nào, dù cho chúng ta có đối diện với những cái gian nan khó khăn như thế nào, chúng ta cũng luôn được bình an và vui mừng trong Chúa. Couple days ago, I have a chance to before I just left the office, I just saw some staff put up the Christmas tree. It's happened all the time, and I'm just want to come back and come out and say bye to them. But then they just asked if you Father, if you would like to join with us in decorating here. And I'm just saying, like, I'm thought in my mind, why not? So I'm just staying back. And in the Christmas tree, on the Christmas tree in the office, we have different ornaments. And in each ornament, we wrote the name of every staff in there. And anytime when I just post off an ornament off, I just remember each and one of them. I just remember there's someone that he does not have on COVID, but he lived with someone in COVID, and he have to be he have a wanting right now, and he really need some prayer. There's someone who cannot make a trip to his son during this time, because as he used to do every single year because of the COVID. There's someone who stuck with their children, just stay at home and study and have final during this time instead of going to school. And she have like an tight schedule from work, from home, and from anything else. There's one staff who just who live as a single person right now, and she always feel a little fear, a little sadness any time when she go to Christmas, to some holidays, that she can be alone by herself. And there are much more about some story that I used to hear, but I don't have a chance to reflect on that. I don't have a chance to pray for them. I don't have a chance to connect with them. And I'm glad. I'm glad that Christmas just coming. I'm glad that I'm just stay back and reflect on that. I'm glad that I have time to pray for them. And I'm glad that God just give me a chance to be with people, to feel with people, and to pray for people. So let us rejoice. Rejoice because God is coming. And God is coming not only on the world or something plenty out there, but inside of us. When we take time to recognize God in each and one of us, when we spend time to pray for each and one of us, when we just continue to surrender in God, when we just look up to the rose candy, the rose candles that's just light up right now and say, I am ready, ready in love, ready in care, ready in unity, and no matter what happened, I'm still be among our people, a surrender in you. Continue to be with me and come up to me and bless my life. Lord, the Emmanuel, the Lord is always be with me. Please stand. Let us profess our faith and say it. I believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. I believe in one Lord Jesus Christ,
the only begotten Son of God, born of the Father before all ages, God from God, life of light, true God from true God, begotten not made, consubstantial with the Father. Through him all things were made, for his man and for our salvation. He came down from heaven, and by the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary, and became man. For our sakes he was crucified under Pontius Pilate. He suffered death and was buried, and rose again on the third day in accordance with the Scriptures. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. I believe in the Holy Spirit, the Lord's giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son sits adored and glorified, who has spoken through the prophets. I believe in one holy Catholic and Apostolic Church. I confess one baptism for the forgiveness of sins, and I look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. We rejoice at the birth of the Lord draws near. Let us present our needs and the needs of the whole church before God, our Father. For the church, that we may bring joy to others, erase their burdens, and be instruments of hope. Cầu cho các tín hữu trong giáo hội luôn mang niềm vui đến cho tha nhân, chút bớt gánh nặng và là nguồn hy vọng cho họ. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Cầu cho mọi thành viên trong cộng đoàn tiếp tục lòng quảng đại, luôn tìm các phương cách chia sẻ cho cộng đoàn những món quà Chúa ban. For our parish, that we may continue to be generous with our gifts, and may we take time to reflect on how we share these gifts with our parish community. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For those suffering from ill effects of weather and fires, especially first responders, may they soon get the help they need. Cầu cho các nạn nhân của thời tiết và hỏa hoạn, nhất là cho các toán cấp cứu tiền phong sớm nhận được các giúp đỡ cần thiết. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Cầu cho các linh hồn đã qua đời và các ý chỉ xin lễ hôm nay, trong thanh lặng chúng ta cùng dâng lên Chúa những ước nguyện riêng. For the faithful departed and today's Mass intentions, in silence we lift them up with our thankfulness and our prayers to the Lord. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Heavenly Father, thank you for all your gifts to us. We rejoice that the celebration of your Son's birth is almost here, and eagerly await his coming among us. In your love and mercy, hear these prayers for ourselves and our troubled world. We ask this through Christ our Lord. Amen. Amen. Blessed are you, Lord God of all creation, for through your goodness we have received the bread we offer you. Fruits of the earth and work of human hands will become for us the breath of life. Blessed be God forever. Blessed are you, Lord God of all creation, for through your goodness we have received the wine we offer you. Fruit of the vine and work of human hands will become our spiritual drink. Blessed be God forever.
pray, my brothers and sisters, that my sacrifice and yours be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Lạy Chúa, xin cho chúng con hằng biết dâng lên Chúa lễ tế chứng tỏ lòng tôn kính mến yêu. Ước chi hy lễ này hoàn toàn thể hiện được ý muốn của Đức Kitô khi lập bí tích thánh thể, là đem lại cho tất cả thế giới ân cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ danh Chúa Kitô là Chúa chúng con. Chúa cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con thật là chính đáng và phải lạo, và đem ơn cứu độ cho chúng con. Khi Người đến lần thứ nhất, mặc lấy thân xác loài người, Người đã thực hiện hồng ân mà Chúa dự định từ xưa và mở đường cứu độ đời đời cho chúng con. Để khi Người đến lần thứ hai trong uy linh, nhờ hồng ân bấy giờ được tỏ hiện, chúng con sẽ là nhận điều Chúa đã hứa mà ngày nay chúng con đang tỉnh thức vững dạ đợi chờ. Vì thế, cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bệ thần và quản thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: You are indeed holy, O Lord, and the fount of all holiness. Make holy, therefore, these girls, we pray, by sending down your Spirit upon them like a dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and given thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, Calvin, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them to the light of your face, and mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God,
with Blessed Joseph, her spouse, with the Blessed Apostle, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be called heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. Vâng, lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng, lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chữa chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng Thầy đã lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng tất cả anh chị em. Và ở cùng cha. Let us share with each other the sign of peace. Lạy xin Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy xin Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy xin Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I'm not worthy that you should enter under my roof, but only say the words and my soul shall be healed. Dear Jesus, come into my heart and be with me today. Amen. Longing for peace, our world is
Chúng ta hãy cầu nguyện. We implore your mercy, Lord, that this divine sustenance may cleanse us of our fault and prepare us for the coming feast through Christ our Lord. Amen. Xin mời quý ông bà và anh chị em cùng ngồi, chúng ta có một số thông cáo. Con xin mời cộng đoàn nghe thông cáo. Đại lễ vọng Giáng sinh của cộng đoàn sẽ vào lúc 8 giờ tối thứ năm 24 tháng 12. Xin xem trang mạng của giáo xứ để biết thêm các giờ lễ khác. Giáo xứ còn một buổi giải tội mùa vọng bằng tiếng Anh và tiếng Việt vào trưa thứ bảy tuần tới từ 12 giờ đến 2 giờ trưa. Hôm nay có xin tiền lần thứ hai để giúp vào quỹ hưu dưỡng cho các linh mục và tu sĩ. Xin quý vị rộng lòng giúp cho các cha, các sơ già yếu bằng cách dùng các bìa thư để ở các bàn và bỏ vào các rổ tiền. Bản báo cáo tài chính hàng năm của giáo xứ có in trong tờ thông tin tuần này của giáo xứ. Xin vào trang mạng của giáo xứ để biết thêm chi tiết các sinh hoạt sau: Tính tâm mùa vọng trực tuyến miễn phí với chủ đề Road to Bethlehem, đường đến Bethlehem. Khóa học Kinh Thánh 10 tuần với chủ đề Jesus, the Way, the Truth and the Life,
Chúa Kitô là đường, là sự thật và là sự sống. Khóa bắt đầu vào 9 giờ sáng thứ Bảy tuần tới qua trực tuyến. Ghi danh cho các lớp giáo lý tiếng Anh của giáo xứ. Nếu ghi danh rồi mà chưa nhận được email thông báo của giáo xứ thì xin liên lạc với văn phòng ngay. Con xin cảm ơn cộng đoàn. Con xin có một vài lời chia sẻ đến quý ông bà và anh chị em. Chúng ta biết rằng là chúng ta bắt buộc phải làm lễ ngoài trời hiện tại bây giờ, và cái thời tiết thì càng lúc nó càng lạnh hơn. Cho nên con xin quý ông bà và anh chị em nhớ giữ mình cẩn thận, mang đồ áo ấm, mang đồ lạnh, mang bao tay, mang nón, mang những gì có thể được. Quý ông bà và anh chị em cứ trùm càng kín càng tốt. Rồi tới đây rồi chúng ta tham dự thánh lễ để làm sao chúng ta giữ ấm được cho chúng ta. Nhưng mà khi mà lên rước lễ thì nhớ, nếu được đó, xin quý ông bà và anh chị em nhớ là tháo cái bao tay ra. Mình không bao giờ mình cầm cái bao tay để mình ăn đồ ăn nữa hết. Lúc mà mình ăn đồ ăn mình phải tháo ra để mình giữ. Thì cái lúc mà lên rước lễ thì xin quý ông bà và anh chị em nhớ là phải tháo bao tay ra dùm cho con. Và tất cả những ai mà lên trên cung thánh đó, nhất là những lúc mà mình lên mình rước lễ, thì nếu được xin cho con xin phép là cởi nón ra. Mình không có mang nón trên đây. Hôm bữa thầy Sáu tính có hỏi con là cha ơi, trời lạnh quá con mang nón được không? Cha nói không được, là tại vì mình làm lễ trên đây thì mình không có mang nón được. Mình có thể mình mang cái gì đó để mình che bớt cái lỗ tai của mình, giữ ấm rồi này nọ thôi. Nhưng mà mình ở trên cái cung thánh thì mình không có mang nón. Thì xin con bà và anh chị em nhớ thì con cái điều đó, là cố gắng giữ ấm giùm cho con. Cái thứ hai nữa là hiện tại bây giờ thì theo như một số thông tin thì có một số cha hiện tại bây giờ cũng đang gặp những cái khó khăn là bị cái bệnh COVID, khám bị dương tính, cho nên các ngài đang phải tạm ngưng cái thời gian mục vụ để mà giữ cái sức khỏe của mình trước khi quay trở lại. Thì chúng con chỗ nào bắt buộc phải đi. Con đám ma, đám tang, rồi đi ra nghĩa trang, rồi sức dầu, rồi đi làm phép nhà, tất cả mọi cái ngay cái giai đoạn này khi mà tụi con được kêu là tụi con phải đi hết. Thì xin quý ông bà và anh chị em cố gắng cầu nguyện thêm cho các hàng linh mục của chúng con, nhất là trong cái giai đoạn này. Con lúc nào con cũng xin Chúa là cho con lúc nào mạnh khỏe, nhất là trong giai đoạn này, để chúng con làm sao giữ gìn để vượt qua hết được cái mùa Giáng sinh, lo cho giáo dân của chúng con. Con đã có những cái buổi giải tội xong hết cho giáo dân của chúng ta rồi, chúng ta chỉ còn có một buổi duy nhất là ngày thứ Bảy tới này từ 12 giờ đến 2 giờ. Thì xin quý ông bà và anh chị em nếu như mà còn nữa thì nhớ cố gắng sắp xếp, là tại vì con đã làm hết ga hết sức rồi. Còn nếu như con bà và anh chị em nào mà muốn giải tội riêng thì cứ gọi cho con, gọi cho văn phòng. Từ 9 giờ sáng cho đến 2 giờ chiều, ngoài trừ ngày thứ Ba là ngày nghỉ của con sẽ cố gắng con sắp xếp để con nghe giải tội cho quý ông bà và anh chị em. Và cái cuối cùng nữa là xin quý ông bà và anh chị em cũng hiệp thông với con. Quý ông bà và anh chị em cũng biết rằng là Irvine là một cái thành phố mà nó có nhiều cái vấn đề, chẳng hạn như là gió to, gió lớn, và nó có một số cái vấn đề mà tụi con xin cái header chưa có được. Họ kêu là cần phải bảo quản được cái vấn đề mà cháy hỏa hoạn, cho nên có nhiều cái điều luật đưa ra mà rất là khó khăn. Thì cho con bà và anh chị em biết rằng là con hiện tại bây giờ con cũng đang làm việc rất là nhiều, nhưng mà con vẫn chưa có xin phép được, thì xin con bà và anh chị em tiếp tục cầu nguyện cho tụi con để làm sao tụi con có thể lo được những cái gì cho giáo dân. Con nhìn giáo dân, con nghe giáo dân, và con làm những cái gì con có thể con làm được để giúp cho chúng ta có tinh thần đoàn kết. Và những gì mà con mà không giáo xứ chúng ta không có làm được thì xin quý ông bà và anh chị em cũng thông cảm cho chúng con. Xin mời tất cả chúng ta cùng đứng. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you, Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Mass ended. Let us go in peace. Thanks be to God. Xin mời chúng ta đọc kinh cầu cùng các thánh tổng lãnh thiên thần Micah. Lạy ơn tổng lãnh thiên thần Micah, xin giúp chúng con trong cơn giao chiến, đánh phá sự hiểm ác mưu sâu quỷ dữ. Chúng con sắp mình nguyện xin Chúa chế trị nó,
cùng xin nguyên soái cơ binh trên trời lấy quyền phép Chúa mà hạ Satan cùng các quỷ dữ đang rong ruổi khắp thế làm hại các linh hồn, bắt chúng giam cầm trong hỏa ngục. Amen. Thank you.